Bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Tên con là Phạm Minh Hiếu, ở Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Sau nhiều lần vợ con khuyên rủ thì đây là lần đầu tiên con đến chùa Khai Nguyên. Nói rất là thật. Khi tụng kinh Địa Tạng có những đoạn con cảm thấy hoài nghi và khởi lên những ý niệm xấu, nhưng con vẫn tụng cùng mọi người đến cuối buổi. Chẳng hạn như trong kinh có nói về việc xây đắp, tô vẽ tượng Bồ Tát bằng vàng, bạc, hay dâng cúng bằng vàng, bạc, vân vân, thì công đức lớn. Nhưng con lại nghĩ việc dùng vàng, bạc để xây đắp tượng là lãng phí. Hơn nữa, kẻ xấu biết tượng có giá trị sẽ sinh tâm trộm cắp, đập phá tượng để bán lấy tiền. Vậy chẳng phải tạo điều kiện cho kẻ xấu tạo nghiệp hay sao? Thầy bố thí giải đáp cho con được hiểu rõ với ạ. Con tụng kinh mà có những suy nghĩ như vậy thì có công đức không ạ? Làm cách nào để con có thể nhất tâm tụng kinh ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Phật tử Phạm Minh Hiếu ở Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Sau nhiều lần vợ khuyến khích động viên, nay đến chùa Khai Nguyên lần đầu tiên. Đưa câu hỏi rằng mỗi khi tụng kinh Địa Tạng có thấy những chỗ hoài nghi ở trong đó. Trích dẫn cụ thể nói rằng ví dụ cụ thể như là gì? Nói là trong kinh nói cái việc gì? Xây đắp tô vẽ tôn tượng của Bồ Tát bằng vàng bạc, hay dâng cúng giáp tôn tượng của Bồ Tát bằng vàng bạc vân vân, thì công được công đức lớn chẳng thể nghĩ bàn. Phật tử khởi ra cái ý nghĩ rằng làm như thế nó phí phạm, làm như thế chẳng phải là lãng phí hay sao? Hơn nữa là gì? Để kẻ xấu biết đó lại sinh tâm tham là gì? Lại đập phá, lại trộm cắp vân vân, ABC, đủ các thứ. Ý nghĩ này là ý nghĩ của người chưa học Phật, chưa hiểu Phật một cách gì chân chính đúng đắn. Chúng ta hiểu Phật, học Phật, hiểu Phật, chúng ta phải hiểu cả về lý và sự các vị. Lý sự phải gì? Phải viên dung thì mới là người hiểu Phật, hiểu kinh Phật một cách đúng như lý như pháp. Ở đây Phật dạy chúng ta gì? Nếu mà dùng vàng bạc, ngọc ngà, châu báu để tạo tạc tôn tượng của Phật, hoặc là ráp lên tôn tượng của Phật, hoặc trang trí lên tôn tượng chư Phật Bồ Tát, thì công đức vô lượng. Hiểu về sự thì chúng ta đem vàng, đem bạc, đem ngọc ngà, châu báu để làm trang trí hoặc là đúc tôn tượng chư Phật Bồ Tát để cúng dường. Hiểu về sự là nó như thế. Nhưng xin thưa các vị, cái sự này là chỉ dành cho một số ít những con người gì? Những con người gọi là phát đại bồ đề tâm cực kỳ lớn lao. Những con người có điều kiện hoàn cảnh kinh tế là gì? Gọi là tiền nhiều như nước, tiêu mãi không, không hết, giống như trưởng giả cấp cô độc thời Phật còn tại thế. Đem vàng để trải đất, trải cả cái khuôn viên rộng lớn hàng mấy chục hát A để mua lại cái đất của Thái tử Kỳ Đà để làm tinh xá cung Phật, xây tinh xá để cúng Phật, thỉnh Phật về đó để ngự, để thuyết pháp giáo hóa độ sinh ở đất nước của ông ấy. Chúng ta thấy đây là gì? Đoạn này, đoạn kinh này chúng ta phải hiểu là Đức Phật dạy cho những bậc gì? Trưởng giả. Mình bây giờ gọi là đại gì? Đại gia. Tiền họ nhiều như nước. Họ đến chùa lễ Phật, họ cúng dường, họ làm tôn tượng. Chúng ta không có tiền, chúng ta làm cái ban thờ của chúng ta ở tại gia chúng ta. Chúng ta chỉ cần gì?
một cái ảnh Phật, một cái tranh Phật, một cái bát hương thờ Phật, ba chén nước, thế là xong. Một lọ hoa, thế là gì? Thành tâm. Đấy gọi là đủ thành tâm. Nhưng mà đối với các đại gia, hoặc là đối với vua, vua chúa, những người vừa có tiền, vừa có quyền, mà cũng gọi là thành tâm để cúng Phật, một cái bức ảnh nhỏ nhỏ, hoặc là một cái pho tượng bằng đất, bằng composite, có phải thành tâm không? Không. Đối với vua chúa, với những trưởng giả mình bây giờ gọi là những đại gia, những người nhiều tiền đó, nhiều của tiêu mãi không hết đó, thì cái phòng thờ của họ, cái pho tượng của họ, cái đồ cúng của họ cũng phải khác với những người người dân thường chúng ta. Đó mới gọi là thành tâm. Nếu không thì trở thành keo gì? Keo kiệt, bổn xỉn. Đó. Cho nên á, Phật thuyết như thế để độ cho cái tầng lớp, cái câu này này, câu này trong kinh này này, nói về, thầy nói về gì? Về sự nhá. Nói về cái câu này chính là độ cho các tầng lớp gì? Vua, chúa, quan lại, những bậc trưởng giả, của cải, tiền tài nhiều như, nhiều như nước, tiêu không xuể, đếm không, không cùng tận vậy. Để họ phát tâm làm như thế để làm gì? Để làm biểu pháp cho gì? Cho ngôi Tam Bảo trụ trì thế gian sau khi Đức Phật nhập niết niết bàn. Cho nên chúng ta thấy gì? Bên đất nước gì? Thủ đô Rangoon của gì? Của Miến Điện à? Họ có một cái chùa gọi là chùa gì nhỉ? Chùa Vàng. Trên đó có hàng nghìn tấn vàng các quý vị, chứ không nói là hàng trăm tấn vàng, mà hàng nghìn tấn vàng để ráp lên cái ngôi chùa đó. Và trong ngôi chùa thì tượng cũng được làm bằng vàng nguyên khối luôn. Rất nhiều những đồ thờ được làm bằng vàng, vì đất nước đó họ rất nhiều vàng. Nhiều vàng. Đất nước họ là cái mỏ vàng rất là lớn của thế giới. Mà Phật tử ở đất nước đó thì rất thuần thành. Họ đi làm, họ không có tham nhiều, theo tinh thần Phật giáo họ không có tham nhiều. Bây giờ họ đi làm được 10 đồng thì có thể gì? Dùng 5 đồng, 7 đồng để ăn, còn lại 3 đồng, 4 đồng để đem lên hộ trì Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo và làm các việc Phật sự. Họ không có giữ nhiều đâu. Mà mục đích của họ đến thế giới này là gì? Đến thế giới này họ chỉ giống như là gì? Một là lữ khách đi qua một đoạn đường mà thôi. Cho nên họ không có tham. Người Việt của chúng ta theo cái văn hóa nó từ lâu rồi, cho nên chúng ta vẫn gì? Tích chứa nhiều, đặc biệt người miền Bắc chúng ta. Cái văn hóa người từ nó theo cái bản chất, bản tính, cái thói quen, cái tập tục rồi. Cho nên chúng ta gì? Cứ phải thủ. Thủ là sao? Nghĩa là mình cũng phải giữ, cho dù là gì? Làm nó 10 đồng thì chỉ ăn 1-2 đồng, tiêu 1-2-3 đồng thôi, còn lại là gì? Làm cái sổ tiết kiệm, mua vàng để tích trữ, hoặc là gửi ngân hàng để đề phòng, vân vân. Thậm chí là con mình còn không dám cho, không dám cho hết. Có không? Có mà nói có sai đâu. Đấy. Nhưng mà không, người bên cái văn hóa của Myanmar hay Miến Điện cũng thế. Myanmar, Miến Điện là Sri Lanka đó. Đấy, những cái mấy cái nước đó theo Phật giáo là quốc đạo đó. Họ vẫn thấm nhuần cái tư tưởng của Đức Phật đến thế giới này, có mặt ở thế giới này giống như là gì? Giống như một giấc mơ, giống như là một lữ khách đi qua một đoạn đường mà thôi. Cho nên họ làm ăn để đủ sống thôi. Vì sao mà có người nói là gì? Những quốc gia theo Phật giáo thì thường là gì? Không giàu ụ đến đâu. Và những người theo Phật giáo thì cũng không gì, không giàu ụ lên như các tôn giáo khác, kể cả Ấn Độ hoặc là những người theo Phật giáo phần lớn là nghèo. Còn theo đạo Sip á, và theo Bà La Môn thì rất là giàu. Đấy, nói như thế. Vì cái tôn những cái người theo các đạo Sip hay là Bà La Môn thì phần lớn là thương nhân, thương gia làm nhà chính trị ở Ấn Độ. Còn người mấy phần trăm theo Phật giáo ở Ấn Độ bây giờ phần lớn là gì? Là nông dân, là lớp củng đinh là nhiều, vân vân. Nói như vậy. Thì thực tế là Ấn Độ thì hàng nghìn năm Phật giáo bị diệt vong, cho nên bây giờ Phật giáo mới quay lại. Cho nên mới quay lại thì những người lớn, những người
tầng lớp chính trị thì theo Bà La Môn giáo phần lớn rồi, tầng lớp giàu có thì là toàn là theo các thương buôn, các đại gia, họ có tôn giáo hết rồi, bây giờ họ quay lại theo Phật giáo ít lắm. Cho nên Phật giáo bây giờ muốn quay lại Ấn Độ thì phần lớn là phải đi làm từ thiện, mà làm từ thiện thì những cái người nghèo đó họ mới cần từ thiện, Phật giáo đem đến làm từ thiện cho họ và làm từ thiện và khuyên họ gì, khuyên họ tu tập, thì bây giờ họ quy y Tam Bảo trở thành đệ tử Phật quay trở lại. Vì sao mà Phật giáo Ấn Độ bây giờ là phần đa số là tín đồ Phật tử là đều là đại đa số là tầng lớp nghèo là như thế. Chúng ta có nguyên do của nó. Nhưng còn một số các quốc gia họ bảo như là Myanmar rồi các thứ đó, Thái Lan, Lào, Campuchia, Phật giáo là quốc giáo đó thì tại sao vẫn nghèo? Vì quan điểm của Phật giáo là gì? Là thiểu dục, tri túc. Chính vì vậy mà các Phật tử là gì? Đại đa số không có tham, không có giữ tích trữ cho mình nhiều, đủ ăn, đủ tiêu. Coi rằng cuộc sống này là chúng ta gì? Như là một đi qua như là gì? Như là nhạn bay qua bầu trời mà thôi. Chúng ta đến thế giới này cũng chỉ có 100 năm là gì? Là đi thôi. Cho nên không có tích trữ là gì mà tu tập để làm sao được sau này được sinh lên cõi gì? Cõi trời. Quan điểm của Phật giáo chúng ta gì? Phát tâm cúng dường, phát tâm làm việc thiện, làm chùa tô tượng đúc chuông. Chúng ta hồi hướng, nếu mà không chứng đắc thánh quả thì được sinh về cõi gì? Cõi trời. Hưởng phúc báo ở trên các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng, đấy, sở dĩ mà Phật thuyết ở trong kinh Địa Tạng là đem vàng bạc châu báu để tô vẽ sơn phết và trang trí tôn tượng chư Phật Bồ Tát chính là dành cho cái tầng lớp này, tầng lớp cao. Đấy là nói về sự. Còn đối với người dân là bình thường, người tín đồ Phật tử bình thường, chúng ta Phật đâu có bắt buộc là chúng ta phải làm tôn tượng bằng vàng đâu, cũng chẳng bắt chúng ta phải làm tôn tượng bằng đồng, bằng gì, bằng ngọc ngà, châu báu, vân vân, mà làm bằng đất cũng được, làm bằng gỗ cũng được, thậm chí là gì, là dùng cái tờ giấy tự tay chúng ta mà vẽ được đẹp đẹp thì vẽ thành cái hình ảnh của chư Phật Bồ Tát và đem lên thờ cũng được các quý vị. Mà nếu không nữa thì chỉ cần gì, chúng ta kính Phật ở trong tâm là được, tụng kinh niệm Phật là được, không có ban thờ Phật vẫn có thể tụng kinh, vẫn có thể niệm Phật, vẫn có thể tu hành đúng theo chính pháp được các quý vị. Đó, cho nên đây này, chúng ta học Phật, chúng ta đây là nói về gì, về sự thì nói như thế. Trong Phật giáo thầy nói hơi rộng một chút chúng ta hiểu này. Trong Phật giáo có khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật là gì? Là xuất thế gian Phật bảo. Những lời Phật dạy gọi là xuất thế gian pháp bảo. Chư Thánh Tăng xuất gia đắc đạo, chứng quả La Hán như Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, A Nan Ca Diếp, Tu Bồ Đề, vân vân đó, thì gọi là xuất thế gian tăng bảo. Đây là khi chỉ cho Đức Phật còn tại thế. Khi Đức Phật diệt độ, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì thế gian vẫn phải có gì? Phải cần có đến Tam Bảo. Và Tam Bảo là gì? Tranh ảnh, tôn tượng của chư Phật Bồ Tát gọi là gì? Gọi là thế gian trụ trì Phật Bảo. Có những pho tượng Phật Bồ Tát để cho chúng sinh gì? Nương vào, cung kính, đỉnh lễ, chiêm bái, coi như là Đức Phật còn tại thế để cho phát khởi lòng lành, để họ tu hành đoạn ác, tu thiện, vân vân. Đó gọi là gì? Nương vào cái thế gian trụ trì Phật bảo ấy để họ phát Bồ Đề tâm. Các vị nghĩ xem, nếu bây giờ trên ban thờ này, đằng sau cái tòa pháp tòa mà thầy đang ngồi giảng này, mà không có gì, tôn tượng, không có tranh ảnh chư Phật Bồ Tát, chỉ là bức tường không, bảo các vị hướng lên đây mà cung kính, mà quy mệnh, mà đỉnh lễ, nhiều người sẽ nói rằng đỉnh lễ cái gì, cái bức tường ấy. Có người là đỉnh lễ cái gì, cái ông Thịnh ấy, ông bằng tuổi con, tuổi cháu mình thôi, đỉnh lễ làm cái gì. Nào, cho nên
sẽ có nhiều người hoài nghi, nhiều người không tin, thậm chí sẽ nhiều người xuyên tạc, nhiều người bán phá. Chúng ta hiểu không? Có hiểu không? Thấy im bán phát không? Có hiểu không? Đấy, chính vì vậy cho nên Đức Phật mới phương tiện mới gì? Mới thuyết về công đức gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông để làm cái biểu pháp, làm cái gì? Làm cái ngôi vị gọi là thế gian đó, trụ trì gì? Phật bảo. Tức là gì? Tranh ảnh và tôn tượng mà chúng ta tạc, chúng ta đắp, chúng ta vẽ, chúng ta sơn, chúng ta khắc, chúng ta chạm, chúng ta phết, vân vân đó, để chúng ta thờ, thờ phụng, làm chỗ nương vào để làm chỗ gì? Y cứ năng lễ, sở lễ, lý sự viên dung, cảm ứng đạo giao á, bất khả tư nghì, chính là ở đây vậy. Đấy, vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, sợ rằng những lời dạy của Ngài sẽ bị mai một, sẽ bị thế gian quên lãng, sẽ bị xuyên tạc. Chính vì vậy cho nên các thánh đệ tử của Ngài mới kết tập thành Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Và nay hậu thế chúng ta cách Phật nhập Niết Bàn trên 2.500 năm, gần 2.600 năm nay rồi. Chúng ta cứ đời đời đem in ấn san khắc và chúng ta phát hành lưu truyền Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được lâu dài về sau. Và Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật Kinh Luật Luận bây giờ đó chính là gì? Thế gian trụ trì pháp bảo. Phật bảo là gì? Là tôn tượng, là tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Pháp bảo là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Có hai bảo đấy ở thế gian đã đủ để hoằng pháp lợi sinh chưa? Chưa, vì chưa có người hoằng truyền, vì chưa có người thuyết kinh giảng đạo cho tín đồ Phật tử nghe, vì chưa có người gì? Kế tổ truyền đăng, khai truyền chính pháp. Cho nên mới vậy gì? Tất cả những vị đi tu xuất gia bây giờ là những gì? Những vị tỏ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Đấy, như các thầy là thọ giới tỷ khiêu, như các ni sư, các sư cô á, thì và thọ giới gì? Tỷ khiêu ni. Từ bốn vị trở lên chung sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh để cùng gì? Trên thì khất cầu giáo pháp của chư Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp lợi sinh, phổ độ quần, quần sinh báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Thì đó gọi là ngôi thế gian trụ trì tăng bảo. Thời Đức Phật còn tại thế, xuất thế gian tăng bảo là chỉ cho các vị thánh tăng chứng thánh quả A-la-hán trở lên. Còn thời mạt pháp này thì những người xuất gia tập tu tập hoằng pháp như các quý thầy này vừa tu vừa độ chúng sinh, còn trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính của mình, dưới thì thôi đem giảng, đem truyền bá chính pháp cho mọi người đều được hiểu, đều được tu, gọi là cùng nhau bảo ban sách tiến lẫn nhau như thế này thì gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Đấy chính là gì? Ba ngôi Phật pháp tăng. Thời Phật còn tại thế thì là xuất thế gian tam bảo, còn ở thời nay thì Phật nhập Niết Bàn tranh ảnh tôn tượng kinh sách và chư tăng xuất gia như các quý thầy bốn vị thanh tịnh hòa hợp chung đồng chí đồng nguyện đồng hạnh hoằng pháp lợi sinh thì gọi là thế gian trụ trì tăng bảo, hay gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Đó, cho nên không có cái đó thì chúng ta nương vào đâu để mà tu, đời sau nương vào đâu để mà làm chỗ sở y các quý vị. Cho nên ở ngoài thế gian bây giờ một số những kẻ ngoại đạo và những gì, những kẻ vô tri, những kẻ gì họ phản bác Phật pháp chúng ta, họ nói rằng bây giờ chỉ thấy mấy ông sư, mấy thầy chùa đi xây gì, thi nhau đi xây chùa to Phật lớn để kiếm tiền. Xin thưa các quý vị, có phải quý thầy nào xây chùa to tạo tượng Phật lớn cũng là để kiếm tiền đâu? Nếu không có chùa to thì làm sao đáp ứng được cái gì? Cái chỗ sinh hoạt, văn hóa, tín ngưỡng Phật giáo của các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân ở trong cái thế kỷ 21 này. Đấy,
Hôm nay thì chúng ta ngày thường thế này thôi, nhưng thứ bảy chủ nhật cái hội trường này sẽ không gì, không đủ để cho các Phật tử về ngồi. Hôm trước rồi, hôm trước rồi đấy, trong hội trường 12.000 ghế, cả ghế to ghế nhỏ 12.000 ghế rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều người không có ghế để ngồi hôm thứ bảy chủ nhật, hôm khai mạc á, Hòa thượng Phó Chủ tịch Trưởng Văn phòng Pháp Trung ương về giảng á. Hôm đấy là 12.000 ghế rồi, không trông đủ thì phải đến chiều phải mượn thêm gì 2.000 nữa, vẫn chưa đủ, mà còn vẫn đầy người đứng ở trong kia, không có chỗ ngồi vật ngồi vạ, không có chỗ. Còn phải mở cả cái giảng đường cũ, phải ngồi có cả 1.000 người trong kia nữa, vẫn gì? Vẫn chưa đủ. Xin thưa các quý vị, và có người gửi lời lên trách thầy, gửi lời lên sư cô cho vòng phóng tin á, trách là thầy mở pháp hội mà thầy chẳng lo được chỗ ăn chỗ nghỉ cho các Phật tử, cho nhân dân về lễ Phật. Đúng, thầy cũng phải gì, cũng phải xin lỗi các vị ấy mở ra pháp hội, nhưng mà thầy cũng không thể nào đảm bảo được chỗ ăn chỗ nghỉ nó tinh tươm tươm tất cho chúng ta. Vì chùa chúng ta bây giờ mới gì, mới đang trong giai đoạn là xây dựng, các Phật tử cúng được đồng nào thì thầy nhoan nhắp để xây dựng đồng đó, mà thầy có giữ cho mình cái gì đâu. Thầy phát nguyện từ khi xuất ra là gì, thầy đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng, và thầy ra đi bất cứ lúc nào cũng gì, cũng trắng hai bàn tay. Cho nên các Phật tử chúng ta cúng dường được đồng nào đó chỉ có nhoan để xây chùa, nhoan để làm chỗ cho chúng ta tu tập thôi mà. Thậm chí chúng ta mới cúng được 10 đồng thì thầy đã làm hết 100 đồng mất rồi. Phải đi gì, nhoan nhắp nữa, thậm chí còn vay mượn để các Phật tử có điều kiện để trả dần sau, cho chúng ta có chỗ để ngồi để tu đấy, lành mưa kín gió đó. Trước hết là lành mưa kín gió, sau đó mới tính đến cái chuyện là gì, chỗ ăn chỗ nghỉ đàng hoàng, sau đó mới đi tính đến chỗ chuyện là mát mẻ cho chúng ta sau. Đấy, tới đây cái hội trường này, nếu mà xong này thì còn tính ra tới đây là còn làm hai bên sườn, còn làm cả điều hòa nữa. Làm điều hòa để làm gì? Không phải để cho các Phật tử chúng ta ngủ cho nó sướng đời, mà làm điều hòa để cho gì, con cháu chúng ta trong mỗi dịp khóa tu mùa hè là cái lúc nóng gì, nóng nhất. Con cháu chúng ta ở ngoài đời bây giờ các cháu nó sướng, ở thành thị cho đến nông thôn thì gần như nhà nào cũng có điều hòa rồi, nó có phòng riêng, ở thành thị nó có phòng riêng nó ngủ rồi. Bây giờ bố mẹ nó bắt lên chùa gì, học đạo đức, bắt lên chùa tham dự khóa tu mùa hè một tuần để cho rèn luyện về thân thể, rèn luyện về kỹ năng sống, rèn luyện về đạo đức, về lối sống gì, tập thể và lối sống đạo đức, vân vân. Thì thôi bố mẹ bảo đi nó cũng đi. Nhưng mà đến nó khổ quá, khổ nhất là gì? Nóng đến 37, 38 độ mà ở trong trong một cái giảng đường này thì cả ăn, cả sinh hoạt, cả ngủ, đó, tần tật ở đó. Khổ quá, nó không chịu được. Tối lại nó cứ khóc, nó đòi về. Vì sao? Nó bảo nóng, nó không chịu được thầy ạ. Thế bảo ngoài cái nóng ra còn cái gì nữa không? Bảo không. Ăn chay có chịu được không? Ăn chay con ăn được. Nhưng nóng con không chịu được, ở nhà con ngủ điều hòa nó quen rồi, thôi con cho thầy cho con về. Bao giờ thầy, chùa thầy có điều hòa thì con mới lên con tu. Đấy. Có cháu thế đấy. Vì sao? Vì cái nhu cầu sinh hoạt ở ngoài xã hội bây giờ gì? Nó cao lên rồi. Đặc biệt là các cháu nhỏ, các bạn trẻ. Chịu như chúng ta là khó. Chúng ta ngày xưa chúng ta trẻ, chúng ta thì chúng ta khó, chúng ta khổ, chúng ta đánh giặc Pháp, đánh Mỹ, chúng ta khó, chúng ta khổ, chúng ta chịu được rồi. Ăn khoai, ăn sắn để sống qua ngày, chúng ta trải qua những chịu rồi. Bây giờ đến chùa, mặc dù ở nhà chúng ta bây giờ rất sướng rồi, nhưng đến chùa khổ một chút chúng ta vẫn gì, vẫn chịu được. Chúng ta vẫn, ôi, so với ngày xưa mình còn bé, bố mẹ chúng ta bỏ đói, chúng ta có khi cả ngày được ăn có bữa, hai bữa ăn phải chia nhau từng gì, từng bát cơm độn sắn. Bây giờ có cơm ăn no, có chỗ để nằm để ngủ là tốt lắm rồi. Chúng ta đi tu mà có phải đi hưởng thụ đâu. Đối với Phật tử lớn tuổi chúng ta, những người đã có kinh nghiệm trải qua sự đời rồi, chúng ta thấy đó là chuyện bình thường. Còn với con cháu, cháu nội, cháu ngoại chúng ta bây giờ nó mới học lớp 5, lớp 7, lớp 9, lớp 10, lớp 12. Bảo nó đi nó sợ ám ảnh nhất là mỗi khi tối lại đi ngủ là gì? Trong cái phòng khoảng
cái nhà giảng đường 2000 m², ngủ 1500 cháu, 1200 cháu, cháu đầu cháu đuôi với nhau. Mấy cái quạt trần nó phe phẩy, quạt xuống thì cái nhà mái tôn ở trên nó nóng, nó hắt xuống thì lại càng gì, càng nóng thêm. Nếu mà không có quạt thì lại càng không, nó nực không chịu được. Cho nên đấy, từng bước Hoằng Dương Phật Pháp cũng phải đáp ứng cái nhu cầu của xã gì, xã hội, đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt đời sống của các tín đồ Phật tử và của nhân dân vậy. Cho nên nó xây chùa to để phục vụ nhân dân. Các quý thầy có xây chùa to để phục vụ Mỹ đâu, phục vụ Trung Quốc đâu, phục vụ Pháp, phục vụ Đức, phục vụ các nước khác đâu. Xây chùa to để phục vụ chính những bà con nhân dân Việt Nam chúng ta đấy chứ. Mà mỗi khóa tu như thế này là các thầy giảng về gì? Về đạo đức, về nhân quả, về đường lối, về lối sống gì? Vừa tu vừa hộ quốc an dân theo chủ trương của Phật giáo á, nhà Lý, nhà Trần, và chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Đấy, chủ trương cương lĩnh hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ là như thế đấy các quý vị. Cho nên chúng ta thấy một số những kẻ nó lên gì, nó chia rẽ Phật giáo với dân tộc, nó nói xấu tăng ni Phật tử chúng ta. Chỉ thấy tăng ni đi xây đền, xây chùa, xây chùa, xây tượng. Cái tiền đấy tại sao không đi làm trường học, không đi làm từ thiện, còn đầy những trẻ em nghèo ở miền núi, vân vân. Họ không biết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta cũng chung tay góp sức cùng với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các cấp. Mỗi một năm chúng ta khuyên những người Phật tử có điều kiện thì cùng đóng góp ra để đi làm từ thiện, làm xây trường học, xây cầu, xây điện, xây trường và xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ những bà mẹ anh hùng, những người cô đơn, neo đơn và những trẻ em nghèo vượt học, học sinh nghèo vượt khó hay sao? Chúng ta phải có biểu pháp thì chúng ta mới làm đạo được chứ. Không có biểu pháp là sao mà làm đạo được? Đấy, nhưng mà đâu, một số Phật tử chúng ta lại gì, lại đi vào hùa. Rõ ràng trên cái gì, trên cái ảnh đại diện của cái mình á, để bông hoa sen và để hình Phật to tướng, mà lại đi like, đi chia sẻ những cái thông tin á, tiêu cực như thế, tạo nên cái gì, cái làn sóng á, nguyền rủa và bài xích cho Phật giáo, bài xích tăng ni, bài xích cho Phật tử chúng ta, đau lắm. Cho nên Phật tử chúng ta từ giờ để ý, tất cả những cái thông tin độc hại như thế chúng ta tốt nhất đừng có xem. Thầy không có bao giờ thì xem những cái đấy, lướt qua thôi thì bỏ nó đi. Chỉ xem những cái thông tin đó, tích cực để mình gì, mình sách tiến động viên nhau tu tập làm theo mà thôi. Đấy, cho nên ở đây Phật tử nói cho Phật tử này ở Chương Mỹ này hiểu rõ là gì. Phật đâu có bắt chúng ta phải làm cái đó thì mới cho chúng ta tu đâu. Đây là Phật giáo hóa, khuyến khích, động viên. Nói về công đức tạo tượng để làm biểu pháp, thế gian trụ trì Phật bảo, khiến cho Phật Pháp được lưu hành lâu dài ở thế gian. Điều kiện có đến đâu làm đến đấy. Chúng ta là Phật tử, bình thường chúng ta không có cúng cả một pho tượng thì thôi, đóng bè tập phúc. Người 5.000, 10.000, 20, 100 gọi là có phát tâm để cùng làm cái đó, để tạo lên cái pho tượng đó, để làm cái biểu pháp thế gian trụ trì Phật bảo, mong cho gì? Cho ngôi chùa đó được phát triển, giáo hóa được nhiều tín đồ Phật tử, được nhiều tầng lớp nhân dân đến với Phật Pháp để đoạn ác tu thiện, vân vân. Cho nên á, xin thưa các quý vị, chúng ta học Phật đã phải hiểu về gì?
về đấy về lý sự nó phải á, rõ ràng đấy là về lý, còn về sự là gì? Về sự á, thì xin thưa các vị, về sự á, còn về lý là gì? Là về lý Đức Phật dạy chúng ta cúng dường vàng bạc châu báu để làm tượng đây. Vàng bạc ở đây không phải là gì? Vàng bạc bình thường ở ngoài, mà vàng bạc ở đây chính là gì? Công đức của chúng ta trì trai giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, lấy giới lấy định lấy tuệ để cúng dường, thì cái xây dựng cái gì, cái đó là gì, mới là vàng quý hơn là cái vàng thường, bạc quý hơn là bạc thường, ngọc ngà châu báu quý hơn ngọc ngà châu báu thường, để cúng dường Đức Phật thì Phật pháp mới trường cửu, mới tồn tại lâu dài vậy. Cho nên ở đây cũng xin giải thích sơ sơ như vậy, thời gian là không có. Phật tử này về nếu thực sự mà là mộ đạo mà muốn học Phật thì nên nghe giảng, nên đọc tụng kinh sách của Phật này nhiều hơn, dần dần sẽ được gì? Sẽ được phá mê khai ngộ, mình sẽ có đủ niềm tin vào lời Phật dạy mà thôi. Phật tử nữa hỏi, con bạch thầy cho con hỏi. Tên con là Nguyễn Văn Quảng ở Hoài Đức, Hà Nội. Đầu năm con thấy mọi người đi chùa thì thường hái lộc để cho gia đình được may mắn, làm ăn tấn tới, nhất là ở chùa quê. Nhưng con có đọc trong kinh nói rằng người nào lấy của chùa mà không xin phép, dù chỉ là một cọng cây, một nhành cây thì cũng phạm tội. Tùy theo nghiệp mà người đó sẽ phải chịu quả báo khổ sở sau này. Con mong thầy giải thích cho con được hiểu việc mọi người hái lộc như vậy thì có lộc không thầy? A Di Đà Phật. Cái tục lệ hái lộc này, xin thưa các vị, vốn nó không phải là xuất phát từ chùa quê đâu. Khổ nó xuất phát từ những ngôi chùa gì ở trung tâm, ở giữa thủ đô Hà Nội chúng ta mới đau chứ. Đấy. Xong rồi sau này nó mới chạy về quê. Chứ còn chùa quê ngày xưa, từng cái cây, từng ngọn cỏ trong chùa, các cụ rất là nâng niu, nhân dân Phật tử, tăng ni Phật tử rất là nâng niu, rất là chăm chút cho từng cái cây cảnh, cái cây hoa ăn quả ở trong chùa. Không biết nó từ bao giờ mà nó xuất phát từ gì? Từ chính những ngôi chùa ở trung tâm thủ đô Hà Nội chúng ta. Lúc đầu thì hái lộc và thì nó một vài ngôi chùa là đem gì? Đem cái cành lộc để phát cho các Phật tử khi giao thừa đến ấy. Cho nên phát cho cái cành lộc, rồi hoặc là Phật tử gì đi ra chùa lễ Phật vào lúc giao thừa đó để xin lộc bình an, may mắn, tài lộc đầu năm, vân vân. Nó có một vài ngôi chùa ngày xưa thầy cũng ở ngoài Hà Nội, ở ngoài chùa Vạn Niên cũng mới thấy cái điều đó, thì hỏi ra thì nhiều chùa như thế. Ngày xưa làm tiểu ở ngoài chùa Vạn Niên ra đó mới thấy. Mùng 1 Tết, đêm 30 sư phụ cho họp lại và bảo các vãi, bảo chú tiểu, bảo mỗi đứa trông một chỗ, mỗi đứa là giữ một gốc cây. Vạn Niên nó có chật chật như thế, có mấy gốc cây, mấy cây đào, mấy cây cảnh, mấy cây đại đó. Giữ, hai ba người giữ, mình chả hiểu sao lại phải giữ. Thế có một cái chú, cái chú Quyết, chú ít tuổi hơn, chú đang học lớp 10. Chú cũng phát nguyện đi tu, nhưng mà ngày đấy mới đang học lớp 10, nhưng sau này chú không tu được, chú đi về. Chú quê ở dưới Quốc Oai. Thế chú ấy bảo là, ôi giời, ngoài này cứ đến giao thừa đấy, họ xin lộc, họ bẻ lộc, họ cướp lộc kinh lắm. Nếu mình không trông là họ sẽ, ngày mai là tất cả những cây này là cụt hết luôn. Thế mà họ bẻ lộc là cái gì? Xin lộc là cái gì? Bảo họ bẻ những cái cành lá ở trong chùa để họ xin về, đó là xin lộc đấy. Thế mình mới biết. Chứ còn trước đây ở trên chùa cao, ở trong chùa Hương, ở trên chùa Thầy thì chưa nghe cái từ hái lộc như thế bao giờ. Mà mặc dù trong chùa Hương hay là chùa Thầy, nó những ngôi chùa lớn nhưng mà nó ở nông thôn, đúng không? Ở trong các huyện lẻ thì mình chưa nghe cái đó bao giờ. Năm đấy là năm đầu tiên ra được ăn Tết ở ngoài chùa Vạn Niên, ở ngoài Tây Hồ Hà Nội, tức là giữa thủ đô đấy. Thì 30 Tết nghe sư phụ họp lại để bảo các vãi với các chú tiểu là mỗi người phải giữ, hai người giữ một gốc cây. Thì hóa ra mới biết là gì? Cái đấy nó xuất phát từ thủ đô. Chứ không phải mình chùa Vạn Niên đâu, mà gần như tất cả các ngôi chùa ở Hà Nội trong cái khoảng năm 90-95 của thế kỷ trước.
Thế kỷ 20, bây giờ thế kỷ 21 rồi đúng không? Cách nhau mới có 20 mấy năm thôi, mà là thế, đấy là thế kỷ trước. Tôi ra đó năm năm đó năm 1996, 95, 96 rồi đấy. Đấy, nghe nói như thế thì quả thật đến tối hôm đó là gì, sư phụ bảo các Phật tử ở trong quê, ở trong chùa thầy với là ở trong quê của cụ tổ, cụ thượng tọa chủ hương ở trong đây là Thượng Cát. Trong Thượng Cát các cụ, các Phật tử mang gì, bao nhiêu cái cảnh lộc ra rồi, bó này bó nọ mang ra đến chật chật đống cả cái hiên chùa để cho phát lộc cho Phật tử. Có gì đâu, người thì cành đào, người thì cành đa, có cứ cái cành lá thì nó có lộc ấy, và mùa xuân có lộc là tìm ra đấy, mỗi người một cái cành nho nhỏ như ngón tay, chỉ một chút là hết sạch. Xong rồi họ chạy ra có đình bẻ cây bẻ cành nữa, nhưng mà bố trí người ở trông cho nên không cho. Đấy là năm đầu tiên tôi được nhìn thấy cái cảnh gì họ hái lộc. Và năm thứ hai bắt đầu năm đó thì tôi được làm tiểu một năm ở ngoài chùa Vạn Niên, thì sư phụ cho về trong cái chùa Ngọc Tân ở dưới Hoài Đức, yên sở Hoài Đức. Thế thì năm đầu tiên mình về thì vào lúc đêm giao thừa, mình biết đâu, chúng chả nghe các vãi nói gì, thì đêm giao thừa mình với lại bà vãi trưởng với bà vãi hộ, mấy bà vãi, khoảng hơn chục bà vãi, giao thừa thì lên để tụng kinh gì lúc sang canh. Thế là lên để tụng ở biến kinh Phổ Môn để lúc sang canh, cứ nghe ầm ầm ở ngoài sân, thì mình đang tụng kinh chả biết cái gì, bà vãi bà chạy ra, bà lại chạy vào, nhưng thấy mình đang cầm chuông cầm mõ, đang làm sám chủ để tụng kinh, bà không dám nói gì, cứ chạy ra lại chạy vào, bà nhìn mình à. Thế là mình cũng chả biết cái gì, thì mình thôi cứ tụng kinh, thì đến lúc niệm Phật là mình là còn nhắm mắt lại nữa chứ à. Thế là thôi, xong một cái thì vừa dứt tiếng chuông tiếng mõ tam tự quy xong một cái, bà vãi hớt hải và chạy vào, ôi thầy ơi mất hết rồi. Mình mà mất cái gì, cụ làm gì mà hốt hoảng lên thế, hai cái cây đào ở trước cửa chúng nó bẻ hết rồi thầy ạ, chúng con giữ không được. Không chỉ hai cây đào đâu mà tất cả những cái cây gì, cây hoa lan thầy mới trồng ở chỗ pho tượng ở Di Đà đấy, hai cây hoa lan nó cũng bẻ sạch rồi, bẻ xuống tận gốc rồi. Thế là mình chạy ra, cái lúc đó khoảng tầm hơn 12 giờ, gần 1 giờ thôi, tụng biến kinh xong nó khoảng 45 phút mà. Tụng trước khoảng 10 15 phút. Khoảng 12 rưỡi hoặc 1 giờ kém gì đấy, không nhớ rõ, là khoảng thời gian như thế. Ra thì tôi hai cái cây đào mà đẹp hoa nở ngay trước cổng Tam Quan. Cây đào to như cái phích ấy, to hơn cái phích ấy, phải bằng hai cái phích ấy. Cây đào cổ thụ to lắm, nó phải hàng chục năm rồi. Sum xuê hoa ra rất là đẹp. Thôi rồi, lượm ơi. Nó mang cả dao, mang cả cưa thì nó chặt các vị ạ. Đấy. Mà đau khổ nhất là cái hai cái cây hoa lan. Hai cây hoa lan mình vừa mới trồng, nó to bằng cái bắp tay này này. Mình vừa đánh, mình mới trồng hôm đầu tháng 12 âm. Nó cưa tận gốc luôn. Đấy. Thế là thầy biết được gì? Đi hái lộc đầu xuân của người dân chúng ta như thế. Và bắt đầu từ năm đó đến năm sau trở đi là không chỉ ở trên chùa mà cá dưới quán. Năm đấy là bắt đầu gì, tấn công từ thành phố, tấn công về ngôi chùa nông thôn, đi bẻ cây hái lộc lúc cây giao thừa là như thế. Thế là bắt đầu từ năm sau trở đi là xã họ gì, họ xuống không lấy trên chùa chưa đủ, nó xuống cả quán nơi thờ Đức Thánh Giá đó, nó bẻ hết. Thế đến năm sau một cái là xã phải cử công an, là công an xã, an ninh công an xã là trông cả dưới quán, trông cả đình, trông cả đền, trông cả chùa, cứ nơi nào có cái nơi thờ tự đó là cử người trông. Thế thì không lấy được nữa. Và chùa là gì, thầy phải họp và các bác bảo là gì, bất cứ ai cầm cái cành lá ra không cho ra khỏi chùa, không cho cầm cành lá ra khỏi chùa. Thế là tự nhiên là từ năm đó thầy gì là yên không trần. Thế năm 2003 thì lên cái chùa Khai Nguyên này nhận. Thầy cũng sợ họ vào bẻ cây hái lá, gọi các Phật tử sang để giữ cây, mà giao thừa chả có ma nào đến chùa. Năm đầu tiên thì lên nhận cái chùa Khai Nguyên này, mình cứ tưởng giống như ở dưới chùa Ngọc Tân phải gọi các vãi ra mùng
ở đêm 30 lúc giao thừa đó, khoảng hơn chục cụ sang để trông, thậm chí là nhờ cả mấy bác Phật tử người nhà dưới xóm treo này, này lên lúc đó lên để trông cây hộ thầy, sợ dân họ ra. Nhưng mọi năm thì không có nhà chùa thì họ không ra, nhưng năm nay sở năm đầu tiên có nhà chùa về chùa, sợ dân họ ra, họ xin lộc, họ bẻ hết mấy cái cây cảnh đi. Đến gần 12 giờ mình lên tụng kinh trước, đến giờ đây xuống có gì còn giữ cây. Nghe thấy dân đốt pháo đì đẹt ra rồi, tất nhiên là không được đốt pháo, dân họ vẫn gì, vẫn đốt trộm. Năm 2003 họ vẫn đốt trộm pháo, đốt trộm pháo hoa, cả pháo nổ cũng có. Nghe tiếng pháo rồi mình bắt đầu đi ra rồi lại đi vào, chả thấy ma nào đến chùa cả. Xin lỗi các vị, ma cũng chả thấy mà người cũng chả thấy, người không thấy ma cũng không thấy. Thế là đợi đến là 12 rưỡi không thấy một bóng nào đến chùa. Đương nhiên là tất cả cây cảnh thì được bình an, nhưng mà mình năm đó năm đầu tiên mình ăn Tết ở trên này, nghĩ là cái cảnh ở dưới chùa Ngọc Tân cứ đến lúc giao thừa là toàn dân họ kéo ra chùa lễ Phật, cứ mầm ra. Họ ra chùa lễ Phật đông lắm. 30 Tết thì 28, 30 Tết thì dân cứ nhà nào cũng mang một cái lễ ra để cho sư ăn Tết. Trước là lễ Phật, sau là sư ăn Tết. Người thì bát gạo, người thì cân gạo, người thì cái tập bánh gai, người thì bánh chưng. Mà đặc biệt là xã đó, Đảng ủy ban nhân dân xã thì mang ra 20 cân gạo nếp, 20 cân gạo tẻ, một mâm bánh chưng, một mâm bánh gai, bảo cho nhà chùa ăn Tết, năm nào cũng như thế. Mình lên đây chiều 30, thực sự nói với các quý vị, được mấy bà vãi, đây là được bà vãi chung với bà vãi trưởng bây giờ với bà Khang, mấy bà vãi trẻ trẻ mang ra mấy cái bánh chưng, mấy gói mứt để cúng Phật. Ngày đó thì mình có tiền đâu, cũng chả có tiền để mà sắm lễ, mà mua lễ để dâng lên cúng Phật. Thậm chí đi mua mấy cái cành đào nó to hơn cái ngón tay cái nào tí, để mỗi ban thờ một cái cành đào nhỏ nhỏ như thế. Đấy là Tết của chùa Khai Nguyên ngày đó. Trên ban thờ may có mấy cái bánh chưng của mấy Phật tử mang sang, mấy gói mứt thôi, chứ không có một cái giỏ quà nào đâu. Cái giỏ quà Tết đóng như bây giờ tuyệt nhiên không có một giỏ nào, mấy gói mứt không thôi, mấy cái bánh chưng, cây nhà lá vườn các cụ mang sang, cũng may còn có cái đấy. Còn chẳng thấy bác lãnh đạo đảng ủy ban nào sang có cái lời với nhà chùa. Mà trong khi đó mấy hôm trước thì mình đã sang chúc Tết gì, chúc Tết người ta rồi. Thì mình cứ nghĩ quen như ở dưới chùa Ngọc Tân á, cứ khoảng 28, 29 Tết các bác lãnh đạo đảng ủy ban lại mang gì, 20 cân gạo nếp, 20 cân gạo tẻ, một mâm bánh chưng và một mâm bánh gai, và khoảng độ tầm 100-200 nghìn tiền mặt cho phong bì để thầy ăn Tết. Vì đấy, ở dưới kia lại không có một cái đặc biệt như thế, cứ năm nào cũng thế. Thì mình lên trên này mình đi chúc Tết người ta rồi, thì mình cứ đợi sang người ta sang á. đợi người ta sang xem có được mâm gạo nếp, mâm gạo tẻ để ăn Tết không. Nhưng cái cuối cùng đến tận thì giao thừa cũng chẳng thấy ai sang. Buồn không phải gì, buồn không phải là mình không có mâm gạo Tết, mâm gạo tẻ để ăn Tết thì mình ăn nó đơn giản, nó có gì đâu. Dân cũng chẳng thấy ai sang lúc giao thừa luôn. Thế là năm đó là gì, giữ được cây hoàn toàn. Đấy là cái gọi là cú sốc đầu đời của thầy đón xuân tại chùa Khai Nguyên. Cú sốc thứ hai là vào ngày mùng 7, mùng 8 Tết. Thế ngày mùng 1, mùng 2 thì có khoảng độ 100 người sang chùa lễ. Khoảng 100 người sang chùa lễ Phật. Trong đó thì 100 người đấy thì có khoảng độ 40-50 các vãi rồi. Còn lại dân thì khoảng một nửa, thỉnh thoảng có người sang. Mà cứ thấy có người sang mà các vãi thì các cụ các vãi đó, đặc biệt vãi chuột với vãi lượng mấy vãi dài dài ấy. Các vãi làm cái chiếu, làm cái chiếu và làm cái bát hương để ra ngồi giữa cái cửa bên cạnh Tam Bảo bây giờ này.
các vái cứ ngồi hành kệ, và hành kệ các cụ ấy, làm cái mõ các cụ ngồi đó gọi là hái hoa. Các cụ bảo thầy cho con hái hoa, mình tưởng hái hoa cái gì, hái lộc, mình tưởng hái lộc cái gì. Hóa ra các cụ ngồi thì các cụ kệ để cho người ta đến, người ta gì, mỗi người bỏ gì, 1.500, 1.000, 5.000. Thế là cả các cụ ngồi cả ngày mùng 1, chung quy lại được khoảng 50.000 hoặc 100.000. Toàn tiền lẻ mang đến, thầy ơi chúng con hái lộc được nhiều chưa? Đấy. Mình bảo quý hóa, chưa bao giờ mình thấy các cụ đưa cho thầy một cái tập tiền nó nhiều như thế. Thật mà, hôm nay thầy nói rất là thật đấy. Không tin các Phật tử cứ hỏi vái lượng hay vái chuột, hỏi vái chung hay vái khang, ngày đầu tiên nó như thế đấy. Vái chung vái khang lúc đầu là cũng chưa được vào hội các vái đâu, mà các cụ nắm mấy năm đầu đó. Như các cụ vái chuột, vái lượng, các vái đấy. Ngày xưa toàn gọi các vái. Đấy. Sốc hôm mùng 1 chờ đến giao thừa chẳng thấy ai sang chùa rồi, sốc. Cái sốc đầu tiên là sốc gì? Cứ đợi xem có cái mâm gạo nếp, mâm gạo tẻ, mâm bánh hay là gói mứt để ăn Tết không? Không thấy rồi. Cái sốc cái tiếp theo là đến lúc giao thừa gọi các vị ra để trông cây. Mình nghĩ rằng các Phật tử nay có, năm nay có sư về thì chắc dân họ ra chùa gì? Lễ Phật đầu lúc giao thừa đông. Hóa ra chờ đến gần 1 giờ sáng chả có ai ra, ngoài thầy với mấy bà vãi với mấy bác ở dưới xóm treo, thầy gọi lên ngồi uống nước ra, với mấy cụ ông ra trong ban quản lý di tích ngày đó ra. Uống nước chờ đến gần 1 giờ không thấy ai, các cụ đi về. Cuối cùng có một mình với là bà vãi Tuyết với một bà vãi ở đây nữa. Thế là ba thầy trò với nhau ở trong chùa. Xong ra mùng 1, mùng 2 Tết, đấy có khoảng 100 người ra lễ Phật. Cả 3 ngày Tết thì các cụ bảo là hái lộc cho thầy được nhiều chưa? Tính ra được khoảng 200.000. Nhiều lắm, được 200.000. Mở hòm công đức được khoảng 200-300.000 nữa. Tổng là được khoảng 500.000. 500.000 đồng ấy. Đấy, ngày đấy năm 2003 đấy. Nói thật 100% đấy các quý vị. Đấy. Và một cái điều mà mình sốc một tí, nghe các cụ bảo là thôi đến mùng 7, mùng 8 này là lễ hội to lắm, lễ hội to nhất của nhân dân chúng con. Thế thì mình ở dưới chùa Ngọc Tân thì cái lễ hội mùng 10 tháng 3 là lễ hội Đức Thánh Giá. Thì tất cả người dân là trước lễ hội khoảng một tuần, dân họ đi xuống họ mang lễ xuống lễ thánh, lễ cả chùa nữa. Ai đi lễ thánh họ cũng vào chùa. Một cái lễ thánh, một cái lễ chùa. Lễ thánh thì có thể lễ mặn, lễ chùa thì ở thanh bông hoa quả hoặc cân gạo, vân vân. Đấy, ngày xưa nông thôn là cái lễ như thế. Họ đi lễ thánh, họ lễ cả chùa. Mà cái lúc lễ hội thì 10 người đến lễ thánh thì phải 8-9 người vào lễ gì? Lễ Phật. Họ vào thắp hương. Cho nên đền chùa gì nó vui lắm. Mình lại nghĩ là chắc mấy hôm Tết họ không sang. Thì lễ hội thì họ sẽ gì? Sẽ sang. Thế là mình dặn các vãi là đấy, vào cái lúc mà tế thánh ở trên đền Măng á, lúc rước thánh mình cũng sang mình dự, mình đi theo đoàn rước. Quả thật đông thật. Đông chẳng khác gì cái lễ rước, lễ nghiệm quân ở dưới Quán Giá mà ngày xưa mình ở dưới chùa Ngọc Tân đâu. Dân đi hàng cây số, đi rước cây số. Thế mình lên trên thế đông đông quá thì mình cứ nghĩ là gì? Lúc mình đi thì lúc khoảng độ 7 rưỡi ra đón kiệu rước nhà ngài, nhà thánh ở ngoài ngã ba, mình đi lên cùng. Thế lúc mình dự lễ khoảng 11 giờ mình nghĩ là bây giờ trên đền đông như thế chắc về chùa cũng gì? Cũng rất là đông hoặc khá là đông. Cú sốc đầu đời thứ ba khi về chùa Khai Nguyên. Về là thấy thì có mấy bà vãi vẫn cứ ngồi với nhau. Thỉnh thoảng là cốc con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà chẳng thấy ai đâu. Chết cười thôi. Thế thì về thì hỏi, ô chùa mình vắng thế này à các cụ? Và các cụ bảo, ngày hội này người ta lên đền hết thầy ạ, không ai về đây. Thì mình cứ nghĩ là giống như ở dưới chùa Ngọc Tân, ngày xưa người ta đến lễ thánh thì người ta sẽ vào lễ gì? Lễ Phật. Nhưng đến đây thì quả thật, trên nhà thánh thì đông vui nườm nượp, nhà Phật chúng ta ở đây thì hương lạnh khói tàn. Nói đúng một câu là hương lạnh khói tàn. May mà có mấy bà vãi ở chùa gõ mõ cốc cốc, thỉnh thoảng có người dân thập phương họ đến lễ thôi. Đấy.
các vị. Cho nên á, chùa to Phật lớn là biểu pháp để chúng ta gì làm phương tiện để hoằng pháp lợi sinh. Từ khi thầy phát nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới này, tuy tôn tượng chưa xong, rồi xây cái giảng đường làm tạm thôi để hoằng pháp, thì mùng 1, 30 mùng 1 Tết, thầy không phải gì khoác khoái để chờ mâm gạo nếp và mâm gạo tẻ của lãnh đạo địa phương để mới có gạo để ăn Tết nữa. Mà tự thì thập phương tín thí Đà Na thì cứ gần Tết họ gửi về, họ cúng dường, hoặc họ tự đi về họ cúng dường là gì, dâng lên các ban là gì, còn là không xuể nữa rồi. Đấy, nhờ có biểu pháp thì việc hoằng pháp chúng ta nó mới gì, nó mới dễ. Và đặc biệt là mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết vừa qua thì theo thông báo là gì, tắc hàng cây số đi lên đi xuống. Thậm chí hôm chú lái xe mới bảo là cái hôm mùng 3 Tết chúng con đi, có việc đi thì tắc xe nối đuôi nhau từ dưới ngã ba Hòa Lạc, từ dưới đường cao tốc lên tới chùa Khai Nguyên, cứ nối đuôi nhau mà đi. Vì sao? Vì đông quá. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy chính là gì? Biểu pháp để hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh. Nhiều người đến chùa thì nhiều người biết hành thiện. Thầy chưa nói đến Phật Pháp Hưng Long hay chưa Hưng Long, nhưng mà gì cũng khiến cho nơi cửa Phật của chúng ta là không gì, không quạnh quẽ, không hương lạnh, khói tàn nữa. Thế còn nhìn vào Pháp Hội Đạo Tràng chúng ta tu tập như thế này, hàng nghìn người, hàng vài nghìn người mà chúng ta vẫn gì trang nghiêm thanh tịnh. Thậm chí hôm rồi thầy giảng đến tận 12 giờ mà mọi người vẫn gì, vẫn hoan hỷ, vẫn yên lặng để nghe. Thầy không biết là có hoan hỷ hay không, thầy cũng chẳng biết, nhưng mà dù sao yên lặng thì vẫn thấy có. Thế về có thấy Phật tử nhắn tin là nói là gì, con cũng hoan hỷ quá, nghe đến nghe thầy giảng mà quên cả nấu cơm, cho nên bây giờ nghe thầy tắt đi mới biết là gì, 12 giờ rồi, cho nên cả nhà con cùng hoan hỷ đi ăn mì tôm. Đấy, cho nên biểu pháp đối với Phật giáo chúng ta cần và phải có thì mới hoằng pháp được. Vậy chúng ta đừng có nghe một số kẻ ngoại đạo, một số kẻ gì nó xuyên tạc, nó báng phá trên mạng, nó bảo là sư bây giờ thì đi xây chùa to Phật lớn để kiếm tiền, để kinh doanh này nọ kia ABC. Thế không có những ngôi chùa để chúng ta tu tập thì làm sao mà Phật giáo hoằng pháp. Họ bảo là sư là phải gì, ở cái chùa là chỉ giống như ngày xưa thôi. Sư là phải gì, đi chân đất. Sư là phải ăn mặc rách dưới, hoặc là ăn mặc là gì, vải thô á, gọi là khắc khổ mới gọi là sư. Đức Phật ngày xưa cũng thế mà, vân vân ABC. Sư bây giờ đi tu thì chùa to cảnh lớn, đi xe hơi thế này thế nọ thế kia, vân vân. Thế tại sao các vị không nói là mình ngày xưa, cha ông nhà mình ngày xưa ở cái nhà cấp 4, 2-3 thế hệ ở trong một cái ngôi nhà chưa đến 100 mét vuông, tại sao mình không ở như thế đi? Mình đi xây nhà lầu làm gì, xây to làm gì? Cha ông nhà mình ngày xưa ở cái nhà cấp 4 Bắc Bộ ấy, các vị có cần điều hòa đâu, có cần quạt điện đâu, làm cái quạt mo phe phẩy đi. Tại sao không nói như thế? Đáp ứng cái nhu cầu đời sống của xã hội thì Phật giáo chúng ta cũng phải gì, cũng phải đáp ứng, là không có chúng ta tụt hậu là chúng ta gì, chúng ta bị mất chứ, mai một mà đoạn diệt chứ. Đấy, như thầy nói cái câu chuyện lúc nãy thì nói với chúng rất thật. Năm 2003 thì lên đây nhận cái ngôi chùa đấy, sốc trong ba cái liền. Cái đầu tiên là gì, chờ mãi xem có gì, có mấy cân gạo để ăn Tết không, nhưng mà chẳng có cái gì cả. May được mấy gói mứt của mấy bà vãi, mấy cái bánh chưng, mấy bà vãi.
Rồi sốc đã đến, giao thừa. Cứ tưởng là giống như thế kia, họ ầm ầm vào đến chùa để họ lễ Phật để hái lộc đầu xuân, cho nên mình sợ, mình không dám gì, không dám lơ là, mà không dám lên tụng kinh trong thời gian giao thừa, mà tụng kinh trước đi xong xuống để chờ để giữ cây. Hóa ra chả có một mống nào đến chùa cả. Cái sốc thứ hai. Cái sốc thứ ba là mùng 7, mùng 8 tháng Giêng, lễ hội ở ngay trên đền Măng, ngay cùng ở đây thôi, có vài bước chân đây thôi. Trên đấy thì người đông như nêm, dưới nhà mình thì vắng hơn chùa Bà Đanh. Chẳng có ai. Đúng là hương lạnh khói tàn. Khi mà mình chưa về đây, quả thật là hương lạnh khói tàn, thì có ai ra chùa đâu. Đóng cửa bỏ đấy, mạng nhện răng đầy. Chúng ta thấy, chúng ta muốn Phật giáo chúng ta như thế ư? Các Phật tử, muốn Phật giáo chúng ta là gì? Cái mái chùa nó chỉ lẹt đẹt ở dưới tán lá cây, nho nhỏ, xinh xinh mấy cụ già ra chùa lễ Phật mùng 1 ngày rằm thế ư? Có người ở chết cũng 35, 49 thất thất trai tuần mới ra tục biến kinh cầu siêu. Như thế mới là Phật giáo Việt Nam ư? Sai. Dân tộc phát triển, xã hội đi lên, Phật giáo chúng ta cũng phải gì? Cũng phải dùng các phương tiện thiện xảo, dùng cái biểu pháp để mà đáp ứng cái nhu cầu của sinh hoạt của người dân. Đó, chúng ta thấy không? Đấy, từ ngày đó mấy năm nay, lễ Phật đầu xuân thì thầy cho trang trí nào là đèn lồng, nào là hoa tươi, nào là hoa khô, cho vào vài cái tiểu cảnh. Thế là hiền ngu già trẻ gái trai đến chùa thì thi nhau đến chùa. Ít nhất họ đứng này, từ xa nhìn thấy Phật họ cũng gì? Bổ được mấy cái. Thầy nói là bổ thì nó hơi quá. Nói là lễ thì đúng, nó chưa đúng đâu. Đấy, họ đứng từ xa này, bắt đầu đi chụp ảnh. Nhưng mà đấy thì cũng một số người thôi. Đấy, đấy gọi là bổ Phật. Hôm rồi Đức Hòa Trưởng Lão Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Trưởng Ban Hợp Pháp Trung ương cụ bảo gì? Như thế này là bổ gì? Bổ Phật đó, phải lễ Phật. Mà lễ Phật là gì? Chúng ta phải gì? Nhẹ nhàng xá xuống, cúi người xuống. Đấy mới gọi là xá Phật. Còn lễ Phật là gì? Là năm vóc gieo mình quỳ sát xuống đất, đầu hai tay và hai chân đấy, đầu gối của mình lễ xuống dưới đất, đây mới gọi là lễ Phật. Còn chúng ta gì? Trang nghiêm cúi mình, chắp tay trước ngực xá xuống thế này thì gọi là xá Phật. Còn chúng ta cứ thế này thì gọi là bổ Phật. Nhớ các Phật tử chúng ta, từ giờ đi lễ không lễ được Phật thì xá Phật, chứ đừng có bổ Phật mà thương mà phải tội khổ. Nhớ chưa? Hôm nay học được thêm cái đấy đúng không? Đấy, lễ Phật hoặc xá Phật chứ đừng có bổ Phật mà. Nhìn nó phản cảm lắm, tội chứ. Nhưng mà thôi, các thanh niên, các cháu ở ngoài đời, ngoài xã hội, họ mải đi làm ăn, họ chưa có thời gian nghiên cứu Phật Pháp. Thôi họ đến chùa, họ bổ Phật được vài cái là ông quý rồi. Dù sao họ cũng biết tìm đến chùa, không để cho ngôi chùa trở thành gì? Cái nơi hưu quạnh, hương lạnh, khói tàn. Đã là nắp được bọn. Cũng có cụ hiểu tiếng Anh à? Có cụ hiểu tiếng Anh à? Number one là gì? Là số gì? Số 1. Như vậy là tốt rồi. Đấy, các cháu nhỏ, các thanh niên, họ còn trẻ, còn mãi đi làm ăn, còn đi học hành, chưa có thời gian đến chùa, chưa có thời gian tìm việc Phật Pháp. Nhưng họ thấy chùa đẹp, thấy đông người đến. Các cháu đến là gì? Trước khi đi quay phim chụp ảnh, các cháu bước vào chùa nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật trang nghiêm sừng sững đứng giữa một cái không gian thanh tịnh của chùa như vậy. Các con có đứa vái Phật được thì quý nhất rồi. Nhưng có cháu nó không biết vái Phật là gì. Nó bổ Phật vài cái xong nó đi quay phim, đi chụp ảnh. Cũng là gì? Thiện căn bắt đầu được gieo trồng từ đây mà ra. Có thể chỉ trong một thời gian vài năm nữa thôi, các con, các cháu chúng ta nó lớn lên, nó lập gia đình hoặc nó học hành xong, nó có thời gian, nó từ đó là gì? Nó lật lại những cái bức ảnh của nó ngày xưa đến chùa lễ Phật.
Và bây giờ thì nó thấy tò mò, không biết bây chùa bây giờ thế nào rồi. Nó đến chùa lại lần thứ hai. Biết đâu đến chùa vào đúng cái buổi đang giảng pháp như thế này, nó thấy ở trong biết các cụ, các thầy làm cái gì, nhà chùa làm cái gì mà thấy ngồi đông đúc với nhau như thế. Nó vào tò mò, nó đứng, nó chống nạnh một tí thế này. Cho nó nghe một tí câu được, câu mất, nó thấy ơ, ông thầy đang nói về cái gì này. Thôi thì nán lại nghe tí. Thế là nghe và đúng vào cái lúc mà gì, nhân duyên đó, nghe vào cái câu mà gì, nó đang muốn là tìm hiểu, nó hoan hỉ và nó ở nhà chùa nghe chứ mấy ông sư này cũng được đấy chứ ha. Ông sư cũng được đấy chứ. À, thế là nó đứng lại nó nghe. Nghe thấy là cũng hay, cho nên từ đang đúng chống nạnh thế này bắt đầu nó đứng gì? Nó đứng nó buông tay xuống. Đang đứng buông tay nó thì nó lại thấy ừ thì thôi. Nay nhà mình công việc nó chẳng có gì gấp, nó kéo cái ghế, nó lấy cái ghế nó ngồi xuống một tí. Ngồi xuống một tí thì một tí từ một tí từ đầu từ giữa bài giảng cho đến cuối bài giảng. Ngồi nghe giảng xong nó thấy ừ cũng hay, cho nhà Phật cũng hay. Cho nên khi các sư tụng kinh nó cái gì? Nó cũng cầm quyển kinh để nó tụng tụng kinh. Thế là một lúc nào đó nhân duyên chín muồi, tự nhiên con cháu của chúng ta nó biết đi quy y Tam Tam Bảo, trở thành người đệ tử tại gia của Đức Phật. Tầng lớp này nó là những cái người gì, nối tiếp gì dòng thánh, nối tiếp gì chúng ta để hộ trì Phật pháp, làm cho chính pháp của Đức Phật được trường tồn, được sáng mãi ở nhân gian vậy các quý vị. Đấy, xin lộc, xin thưa các vị, từ câu xin lộc của Phật tử Hoài Đức hỏi, thầy kể ra câu chuyện xin lộc như thế để chúng ta thấy là đấy, xin lộc ấy, xin thưa các vị, nó không phải như Phật tử nói là ở các chùa quê đâu, mà ở thành phố mang về đấy. Thầy là người chứng kiến cái việc đó. Thầy nói đây là thật 100% từ thành phố mang về. Nhưng mà chùa Khai Nguyên của chúng ta rất may là các Phật tử và nhân dân họ hiểu. Họ nghe thầy giảng và thầy tuyên truyền và các bác lãnh đạo xã cũng tuyên truyền nữa, nhân dân cũng tuyên truyền nữa. Cho nên Tết trang trí cây cảnh đẹp như thế này, không mất một bông hoa, không mất một cành lá ở trong chùa. Khi người ta đi lễ Phật, người ta hiểu rồi, cho người ta cũng không lấy. Người ta bảo không, chúng con lấy gì? Lấy lộc gì? Lộc âm thôi. Tức là gì, họ đi lễ, thậm chí cái lễ họ đem đến chùa, họ dâng lên, họ cúng, họ còn không hạ lễ nữa. Họ bảo để nhờ các thầy gì tán cho các già vãi chấp tác, tán cho ban an ninh, tán cho ban viết sớ, tán cho các cụ đang làm công quả, để cho con gì, chúng con gieo chút nhân duyên công đức với gì, với các Phật tử. Nhờ các Phật tử đến chấp tác ở trong chùa, cho nên chúng con mới có cái cảnh quan sạch sẽ, mới có cái nơi an toàn như thế này để đến lễ, đẹp đẽ thế này đến lễ. Đấy, xin lộc âm thôi, tức là âm phúc thôi. Chứ còn đừng nói thì đến bẻ cảnh hay lá. Cho nên ở đây Phật tử hỏi, nếu mà xin bẻ lộc, bẻ cảnh hay lá như thế có đúng không? Không, không đúng luôn. Chúng ta biết rằng vào cái lúc cái giao thừa thiêng liêng như thế, vạn sự vạn vật đều gì, chúng ta đều phải tôn trọng sự sống. Chúng ta lại đi bẻ gì, bẻ cụt hết ngọn, bẻ cụt hết cây, thậm chí mang cả dao, mang cả cưa để chặt như hai cành đào của chùa Ngọc Tân năm 1997. Tôi về trụ trì ở đó, hai cây hoa lan tôi vừa mới trồng trước đó gần 20 ngày, nhìn nó mà đau lắm. Cho nên chúng ta đi chùa phải hiểu đúng là hái lộc là gì. Hái lộc không phải là bẻ cành, hái lá ở trong chùa, phải bẻ lộc đâu. Đấy, nhớ cái điều đó.